Trang kính chào tất cả quý vị khán giả. Thưa quý vị, chương trình Nối kết yêu thương là một chương trình truyền hình thực tế về phẫu thuật tim miễn phí dành cho trẻ em nghèo trên khắp mọi miền đất nước, với mong muốn ngày càng có thêm nhiều những trẻ em nghèo được chữa trị, hội nhập và hướng đến tương lai. Bên cạnh đó, qua chương trình này, chúng tôi cũng hy vọng sẽ có thêm nhiều những tấm lòng nhân ái có thể đến được với những trái tim chưa thật bình yên trên khắp mọi miền đất nước. Như thường lệ, chương trình hôm nay sẽ được bắt đầu với một thông tin cộng đồng. Thưa quý vị, trong những số trước thì chúng tôi đã kể cho quý vị nghe về câu chuyện về cậu bé Ca Sanh năm nay 15 tuổi đến từ tỉnh Lâm Đồng. Và ngày hôm nay thì Ca Sanh vừa mới hoàn thành xong ca phẫu thuật của mình. Và bản thân tôi thì đang rất nóng lòng muốn biết là sức khỏe của Ca Sanh đã như thế nào sau ca phẫu thuật rồi. Bây giờ thì xin mời tất cả quý vị sẽ cùng tôi và những vị khách của tôi bước vào trong phòng để thăm Ca Sanh nhé. Rồi, chào mọi người, chào mẹ Ca Sanh và chào Ca Sanh. Ngày hôm nay thì em cảm thấy trong người mình như thế nào rồi? Thấy khỏe hơn. Chị thì chị thấy là vẫn là gương mặt, vẫn là giọng nói. Cách đây khoảng hơn một tháng chị gặp, nhưng mà cái khí sắc và cái thần thái của em thì đã tốt hơn trước rất là nhiều rồi. Và chị hy vọng là chỉ trong một thời gian ngắn nữa thôi thì Ca Sanh sẽ phục hồi thật là tốt và sẽ được xuất viện nhé. Là người trực tiếp theo dõi cái hồ sơ bệnh án và cũng trực tiếp phẫu thuật cho Ca Sanh, vậy thì anh có đánh giá như thế nào về ca phẫu thuật? Thì cái bệnh này thì về đánh giá của chúng tôi là nó rất là khó và nặng nề. Thì sau khi mà chẩn đoán trước mổ cùng nội khoa và phối hợp với ngoại khoa hội chẩn thì chẩn đoán một cách chính xác. Sau đó là đưa em vào phòng mổ. Thì mổ là cuộc phẫu thuật của em là mình sửa lại cái van ba lá, kèm theo là mình khâu lại bớt cái buồng nhĩ hóa và mình làm cái phẫu thuật là nối giữa tĩnh mạch chủ trên vào cái động mạch phổi phải, gọi là phẫu thuật len xanh. Thì sau khi phẫu thuật xong hết thì có làm lại là siêu âm thực quản để đánh giá lại trong lúc mổ, thì thấy là cái cuộc mổ đó thấy nó là rất tốt. Sắp về thì vui rồi. Rất là vui. Rất là vui. Cảm ơn người các em bác sĩ lo cho con thì nó mổ này chừng này để được rồi. Cảm ơn. Tim Việt Nam làm chương trình trong 10 năm qua và cứu gần 4.900 em bé. Thì cái cơ hội mà chúng tôi còn có thể cứu được những em bé lớn tuổi như Ca Sanh, những em bé còn khoảng 15-16 tuổi thì chúng tôi thấy rất là may mắn và rất là vui. Với những như bác sĩ Hòa vừa chia sẻ với lại chương trình và chia sẻ với mọi người, thì bệnh này là một trong những cái bệnh hiếm và những em bé nào còn sống được ở những cái độ tuổi đó là cả một cái niềm may mắn và tôi nghĩ là cả một cái sự bản lĩnh của bản thân của bé Ca Sanh. Thì tôi cũng thay mặt cho chương trình Nhịp Tim Việt Nam cũng như là thay mặt cho những cái gia đình em bé, thay mặt cho người mẹ, cảm ơn tất cả những cái tấm lòng hảo tâm, tất cả những cái bàn tay đã chung sức cùng với lại Nhịp Tim Việt Nam để cứu được những cái trường hợp lớn tuổi như thế này. Và tôi tin là sẽ còn rất là nhiều em bé vẫn còn bị bỏ sót ở đâu đó trên khắp cả nước, ở những cái miền núi xa xôi. Và chính những cái lúc đó thì sự giúp đỡ của Nhịp Tim Việt Nam và cùng với sự giúp đỡ của nhiều cái lòng hảo tâm hơn nữa thì các em sẽ được tìm thấy và được cứu sống. Thưa quý vị, hiện nay đoàn chúng tôi đang có mặt tại ấp Mỹ Trung, xã Mỹ Hội, huyện Cái Bè của tỉnh Tiền Giang. Và con đường chúng tôi đi vào là một con đường nhỏ, hai bên là những rạch nước với những hàng mít trĩu quả. Thật ra thì Thùy Trang đã từng có dịp đến với tỉnh Tiền Giang với vai trò là một người khám phá du lịch. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi được có cơ hội để đến với tỉnh Tiền Giang trong một vai trò hoàn toàn khác. Đó chính là thực hiện những thước phim chân thực nhất về một cô bé mang trong mình căn bệnh tim bẩm sinh tên là Trịnh Hoài Phương. Bây giờ thì xin mời tất cả quý vị chúng ta sẽ cùng vào nhà của nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay nhé. Ngôi nhà của cậu bé Trịnh Hoài Phương mà chúng tôi đến thăm là một ngôi nhà cũng giống như rất nhiều những nhân vật mà chúng tôi đã từng đến thăm trong suốt hành trình tìm kiếm các em bé bị bệnh tim của mình. Một ngôi nhà tạm bợ, dở dang, một ngôi nhà không chút ánh sáng.
Và tôi tự hỏi rằng tương lai của một cậu bé được gọi là ở cái lứa tuổi 16, 17 bẻ gãy sừng trâu, khi em đang mang trong mình căn bệnh tim bẩm sinh, và thêm vào đó là hoàn cảnh gia đình thì lại khó khăn và vất vả như thế này. Xin chào mẹ của Trịnh Hoài Phương. Chị có thể chia sẻ với tất cả các khán giả truyền hình một chút về tình trạng bệnh của con không? Thì khi nào thì mình phát hiện ra con bị bệnh? Dạ, khi lúc đó 7 tuổi là em phát bệnh ở dưới, nó bị sốt nằm dưới cơ lại, cái người ta kêu em đi lên thành phố lên khám, em phát hiện ra nó bệnh tim, cái em giật mình luôn. Bác sĩ nói nó là bị bẩm tim bẩm sinh hồi nhỏ lớn, hàng kia nói nhà nóng sốt hoài hả chị. Như vậy cái em hỏi bác sĩ có sao không, bác sĩ nói là bây giờ phải chạy nó sau này nó phải tới tim nó bị mổ. Em về em cũng buồn, em gầu, em nói than với cha nó vậy đó, mình nghèo quá không có tiền mổ tim con mình vậy đó. Rồi sau này cái em về em thấy vậy, cái bác sĩ nói cho em nó uống thuốc hoài đi, rồi chừng nào miễn trái tim nó được mổ thì người ta cho mổ. Rồi cái bác sĩ không nói gì hết trơn, em đi riết hồi từ hồi mà nó đến mười mấy tuổi cái em chạy không nổi luôn, tới thành phố tên đi tên Nhi Đồng Một. Rồi bắt đầu em về Mỹ Tho, cái em chạy nó nay 4-5 năm, rồi cái giờ em xin nó mổ tim đó chị. Trong suốt quá trình mà mình chăm sóc cho Hoài Phương á thì mình có gặp khó khăn gì không chị? Vì em mận có nhiều tiền á, cái hai chồng em có tiền, cái là tới tháng nó đi khám á, tháng nào nó cũng đi uống thuốc hoài hả chị. Rồi cho nên em mận nhiều có nhiều tiền, cái mua thuốc cho nó uống, tháng nào cũng đi lên thành phố đi ghiết này hoài, ghiết cái án luôn. Rồi hổm gài hai ba lần nay mấy lần rồi nó bị, em đi ruộng á, em đi bằng mướn á, không có tiền nhà, cái nó bị xỉu hết hai lần rồi chị. Và lúc hôm mỗi lần em có đi xin ở dưới quỹ với hội bảo trợ với, rồi cái người ta chỉ đi qua thầy để cái em xin, cái thầy em nhận, em mừng quá, rồi em về nói với cha nó, cái em đi lên tỉnh ở lên tỉnh Tâm Đức á, em ở tỉnh hết hai ngày chị, ở tỉnh cái em xuống dưới nhà xe cái em ngủ ngày. Cái lại hội chẩn bác sĩ quyết định mổ, cái em hỏi xin bác sĩ ơi giờ không mổ nó được không, để kèm ít năm á, tại không có tiền á, bác sĩ nó không có để được trái tim, nó giờ phải mổ. Thưa quý vị, ngày hôm nay đi cùng với đoàn chúng tôi có sự góp mặt của bác sĩ Nguyễn Quốc Tân đến từ khoa tim mạch của Bệnh viện Tim Tâm Đức. Chúng tôi rất muốn được biết những đánh giá của bác sĩ Tân về trường hợp bệnh của bé Hoài Phương. Bé đã được chẩn đoán bệnh tim là hẹp hở van động mạch chủ và hở van hai lá. Trước đây thì khoảng năm 2010 thì bé đã được chẩn đoán, nhưng mà do cái tình trạng mức độ bệnh của cháu ở mức độ nhẹ cho tới trung bình cho nên thì cháu được điều trị nội khoa, nhưng mà đến ngày hôm nay thì cái diễn tiến bệnh của cháu thì càng lúc càng nặng hơn, cũng như cháu có triệu chứng ngất cũng như có dấu hiệu suy tim, cho nên là hiện tại chúng tôi đã lên kế hoạch để mổ thay van tim cho cháu. Trước mắt thì có thể cháu sẽ được mổ để phẫu thuật thay van tim, nhưng mà do cháu còn trẻ nhưng mà cho nên là tương lai có thể là phải thêm cần một chục cuộc mổ nữa. Thưa quý vị, để đến được tận nhà của những em bé bị bệnh tim như thế này thì chúng tôi phải nói lời cảm ơn đến Quỹ Bảo trợ Trẻ Em tỉnh Tiền Giang, bởi vì phải có được sự giúp đỡ rất tận tình của các anh đến từ Quỹ Bảo trợ Trẻ Em tỉnh Tiền Giang thì chúng tôi mới có thể vượt một cái chặng đường xa xôi như vậy để đến với các em. Vì vậy nên ngày hôm nay chúng tôi rất muốn được có một cuộc trò chuyện nhỏ với anh Nhân đến từ Quỹ Bảo trợ Trẻ Em tỉnh Tiền Giang. Thưa anh Nhân, ngày hôm nay chúng ta đến thăm nhà của cậu bé Trịnh Hoài Phương thì cũng có thể thấy được rằng tình trạng bệnh của bé cũng đã chuyển nặng rồi khi mà cậu bé cũng đã 16 tuổi. Vậy thì anh có thể cho biết rằng cơ duyên nào đã đưa cái trường hợp của em bé này để mà hội bảo trợ chúng ta có thể biết được đến trường hợp của em? Có thể nói là trong những năm vừa qua thì Quỹ Bảo trợ Trẻ Em tỉnh Tiền Giang cũng như chương trình Nhịp Tim Việt Nam là một trong những địa chỉ đáng tin cậy nhất đối với những bậc phụ huynh mà có gia đình trẻ em bị bệnh tim. Thì hàng năm thì đầu năm kế hoạch thì chúng tôi ngay từ tháng 2 chúng tôi đã có gửi thông báo về cho huyện, cũng rồi huyện gửi về xã để mà điều tra lập danh sách những em có biểu hiện bệnh tim. Thì trên cái danh sách của địa phương gửi về thì chúng tôi sẽ trao đổi với Bệnh viện Tim Đức để là hẹn ngày để đưa các em lên khám sàng lọc để lọc ra những em được chỉ định phẫu thuật tim để xin hỗ trợ. Thì thông qua Quỹ Bảo trợ Trẻ Em tỉnh Tiền Giang thì trong 8 năm qua thì chương trình Nhịp Tim Việt Nam đã hỗ trợ giúp đỡ cho hơn 200 trẻ em nghèo bị bệnh tim của tỉnh Tiền Giang được phẫu thuật tim. Thì hôm nay thì chương trình tiếp tục đến với em Trịnh Hoài Phương. Thì như đã biết thì em Trịnh Hoài Phương thì bị bệnh tim thì được Bệnh viện Tim Tâm Đức khám và chỉ định phẫu thuật với số tiền là 125 triệu đồng.
thì thông qua báo cáo của địa phương cũng như như quý vị đã đến thực tế tại gia đình thì hoàn cảnh gia đình của em và Phương rất là khó khăn, thì nhà thì ít đất để đa sản xuất, thì hàng ngày cha mẹ đi của em phải đi làm thuê làm mướn, thì ai mướn gì thuê gì làm nấy, thì tiền công làm thuê được á thì chỉ được đủ sống qua ngày nên không có thể nào mà có đủ tiền để lo trị bệnh cho em và Phương. Thì với số tiền 125 triệu đồng này, nếu không được các tổ chức từ thiện xã hội cũng như chương trình Nhịp Tim là hỗ trợ giúp đỡ thì gia đình không thể nào đưa em và Phương đến bệnh viện nhập viện để mà điều trị bệnh cho em và Phương được. Thì nhân đây thì cũng hy vọng là chương trình Nhịp Tim Việt Nam sẽ sớm có cái thông báo là tài trợ hỗ trợ cho em và Phương để em và Phương sớm được nhập viện phẫu thuật trong thời gian sớm nhất, giúp cho em có được một trái tim khỏe mạnh để em được tiếp tục học hành và thực hiện được những ước mơ như em đã từng mơ ước. Chị Châu thân mến, vừa rồi thì chúng ta cũng có nghe anh Nhân đến từ Quỹ Bảo trợ Trẻ Em của tỉnh Tiền Giang cũng có chia sẻ đó là số tiền dự kiến để em Hoài Phương có thể thực hiện được cuộc phẫu thuật trong thời gian sắp tới đó là 125 triệu, cũng là một số tiền Thùy Trang nghĩ cũng là khá lớn. Là đại diện của Nhịp Tim Việt Nam, chị Châu có suy nghĩ và ý kiến như thế nào về điều này? Suốt 10 năm làm chương trình, rồi suốt 3 năm cái chương trình Nối Kết Yêu Thương đi đến từng gia đình, thì mình thấy mỗi cái tên khác nhau, mỗi cái địa chỉ khác nhau, thế nhưng họ đều chung một số phận. Có thể con số, con giá tiền nó có thể 100, 200, 50, thế nhưng mà tất cả tự chung lại đều là những cái số phận đang chờ. Và Châu thấy cái số nào cũng là cái số quá sức lo của gia đình. Bởi vì có thể nói rằng nếu gia đình đã có thể tự lo thì như mình cũng vậy, có con mà nó chỉ hắt hơi sổ mũi mình đã muốn đưa đi liền. Nếu mà mình biết một cái bệnh nào đó mà nó có thể nguy hiểm thì thường các gia đình nó không còn cái cách nào đó nữa. Cho nên bất cứ khi nào mà Nhịp Tim Việt Nam đã đến biết một trường hợp nào thì lúc nào cái khát khao lớn nhất của mình là không cần biết con số đấy là bao nhiêu, chúng tôi chỉ muốn đưa em đi nhanh nhất có thể. Và chúng tôi đã có thể làm được điều này, đặc biệt là trong năm 2016 này mình mổ rất là nhiều, mình mổ tới thời điểm này tới cuối năm mình mổ dự định lên được khoảng 800 em. Và cái niềm hạnh phúc lớn nhất là bởi vì chúng tôi đi, chúng tôi luôn có rất là nhiều người đồng hành. Những năm qua có từ đầu năm tới cuối năm biết bao nhiêu chương trình khác nhau, thì nhân ngày hôm nay mình cũng xin chia sẻ rằng cái hạnh phúc lớn nhất của những người làm chương trình là chúng tôi là cái cầu nối, mà khi chúng tôi gặp những trường hợp như em Phương này để có thể được nói có thể chúng tôi có thể nói đồng ý, thì chúng tôi biết rằng đằng sau đã có bao nhiêu người hỗ trợ mình, thì cũng cảm ơn những người đã đồng hành. Và trong cái giây phút này khi có thể nói rằng là muốn có thể là hỗ trợ cho em đó, em Phương ngay, thì cũng mong rằng là về y học tất cả mọi thứ sẽ thuận lợi để cho em có thể sớm được khỏe mạnh. Thưa quý vị, như chị Châu bên Nhịp Tim Việt Nam cũng đã chia sẻ, thì để chúng tôi có thể giúp đỡ được những trường hợp giống như bé Hoài Phương thì chúng tôi rất cần sự đóng góp của tất cả quý vị, và cánh cửa của Nhịp Tim Việt Nam luôn luôn mở cửa để chào đón sự đóng góp ủng hộ của tất cả quý vị. Đồng thời chúng tôi cũng luôn kêu gọi quý vị, nếu biết em nhỏ nào bị mắc bệnh tim bẩm sinh thì hãy cứ liên hệ với Nhịp Tim Việt Nam, bởi vì chúng tôi luôn luôn sẵn sàng mở cửa để chờ đón những cái lá đơn từ quý vị để chúng tôi có thể biết thêm được về các em nhỏ bị bệnh tim bẩm sinh và cứu chữa cho các em kịp thời. Một thông điệp mà chúng tôi cứ nhắc đi nhắc lại trong mỗi chương trình mà vẫn cứ phải nhắc lại, đó là hãy cho con em mình đến được tầm soát tim ít nhất một lần trong đời, để các em có thể được biết rằng mình có một trái tim khỏe mạnh hay không. Và nếu như hoàn cảnh gia đình quá khó khăn thì hãy tìm đến Nhịp Tim Việt Nam, chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng để giúp đỡ. Chúng tôi phải gửi lời cảm ơn đến tất cả quý vị, bởi vì nếu không có sự ủng hộ, sự theo dõi, sự động viên giúp đỡ của tất cả quý vị thì chúng tôi sẽ không thể nào hoàn thành được sứ mệnh của mình trong suốt những năm vừa qua. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị rất nhiều, và quý vị hãy luôn song hành với chúng tôi trên hành trình này trong thời gian sắp tới nữa nhé. Xin được cảm ơn một lần nữa và xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Thưa tất cả quý khán giả đang theo dõi chương trình Nối Kết Yêu Thương qua màn ảnh nhỏ, sự đóng góp của quý vị hết sức quý báu và cần thiết để cứu sống các em nhỏ bị bệnh tim bẩm sinh trong lúc này. Vì vậy quý vị đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi để thể hiện tấm lòng và sự quan tâm của mình. Thùy Trang xin thay mặt cho những người làm chương trình cảm ơn lòng hảo tâm của tất cả quý vị. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau. 100% đóng góp của bạn vào Nhịp Tim Việt Nam sẽ được sử dụng trực tiếp giúp phẫu thuật cho trẻ em nghèo bị bệnh tim bẩm sinh. Mọi chi tiết xin liên hệ 14 E 21, phường Thảo Điền, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại
0838 278787, website nhiptimvietnam.org.